nhân mến chào các bạn đang theo dõi chương trình giải trí 24 giờ. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày trên kênh YouTube Báo Tuổi Trẻ và fanpage truyền hình gạch nối Báo Tuổi Trẻ, cập nhật những thông tin giải trí mới nhất trong 24 giờ qua. Tin mới cho các bạn đây, Hoa hậu biển Đào Thị Hà vừa được chọn là đại sứ cho lễ hội đèn lồng hữu nghị Việt Hàn 2017 sẽ được tổ chức trong 45 ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn là một lễ hội hoành tráng với trên 300 tiết mục trình diễn. Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của một số nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc đang rất được giới trẻ yêu thích. Tiếp nối sẽ là các thông tin giải trí hấp dẫn vừa được diễn ra. Vừa qua, công chúng yêu nghệ thuật tại Hà Nội đã được thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật Hub Box đầy thú vị do họa sĩ người Hà Lan Rian and Her khởi xướng. Ngoài không gian tranh nghệ thuật là hoạt động nhảy breakdance jam sôi động đầy cuốn hút của B-boy Alejandro Paulino cùng các em nhỏ Việt Nam. Chương trình diễn ra tại chợ Hàng Gia đến ngày 4 tháng 11 nhằm giúp các bạn trẻ đam mê nhảy múa được giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế. Cuộc thi thần tượng doanh nhân 2017 lần đầu tiên được tổ chức với quy mô toàn quốc vừa có buổi ra mắt đầy sôi động tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những doanh nhân tài năng có niềm đam mê với các lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, diễn xuất và thời trang. Hội đồng giám khảo có các nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm và chuyên môn về những bộ môn tài năng như Thanh Bạch, Sĩ Luân, v.v. Dự kiến vòng chung kết diễn ra vào ngày 22 tháng 12. Sau khi gây được dấu ấn tại The Voice 2017, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã tung MV đầu tay mang tên Em Ngày Xưa Khác Rồi, đánh dấu một bước ngoặt mới của cô trên đường đua V-pop. Ca khúc là bản ballad thể hiện một câu chuyện tình buồn do nhạc sĩ Vương Anh Tú, chủ nhân bản hit Em Cứ Đi Đi sáng tác. Sản phẩm cũng cho thấy Hiền Hồ ngày càng hoàn thiện hơn về giọng hát lẫn khả năng diễn xuất. Cả nhà biết không, hoàng tử Sơn Ca Quang Vinh vừa trở lại với khán giả bằng cách cover những bản hit cũ. Bản cover ca khúc Miền Cát Trắng của anh mới ra mắt nhưng đã khiến cho khán giả vô cùng thích thú. Đây là dự án mới của ca sĩ Quang Vinh trong năm 2017, có tên là Greatest Hits The Memories. Một mình anh lang thang trên phố. Trước khi cover ca khúc Miền Cát Trắng, Quang Vinh đã làm mới lại ca khúc Pha Dấu Cuộc Tình và Tình Yêu Tìm Thấy. Quang Vinh xuất hiện với trang phục giản dị, hát cùng ban nhạc và nhóm bè. Việc sử dụng beat cũ đã làm cho khán giả như thấy là hình ảnh của Quang Vinh những năm về trước. Anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng Đêm hòa nhạc đặc biệt mang tên Đêm Tình Ca Nga Russian Love Songs vừa được tổ chức tại nhà hát VOH Music One nhân dịp kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga. Với những giai điệu đặc trưng của âm nhạc Nga, chương trình đã tái hiện các câu chuyện lãng mạn mà hùng tráng giữa con người ở hai quốc gia. Đêm nhạc với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, ca sĩ Cẩm Vân sẽ diễn ra đến ngày 4 tháng 11. Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi vừa giới thiệu vở diễn mới là thể loại ma hài với tên gọi Chuyến Đi Tử Thần. Không ngừng đột phá với ý tưởng mới, tác giả Trần Gia Huy đã mang đến khán giả nhiều bất ngờ thú vị. Câu chuyện xoay quanh chuyến đi đến nơi hoang sơ của một nhóm bạn trẻ thích trải nghiệm cảm giác ma quái. Vở diễn là bài học cảnh tỉnh về sự vụ lợi, ích kỷ của con người. Xuất diễn tiếp theo vào ngày 11 tháng 11 tới. Được hội đồng nghệ thuật Dance Brahms chọn lựa từ hơn 300 nhóm vũ đạo trên thế giới, biên đạo múa Alexander Tú và nhóm The Young Lyricists đã trở thành đại diện duy nhất của châu Á để tham dự Dance Brahms 2017 năm nay, diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tại nhà hát Hoàng gia Old Bird Hall nước Anh. Nhóm dự thi với tác phẩm Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến, mang đậm chất truyền thống kết hợp với phong cách lyrical hip hop. Xin được chúc cho nhóm The Young Lyricists sẽ gây được ấn tượng tại sàn đấu quốc tế danh tiếng này nhé. Chương trình giao lưu nghệ thuật sân khấu Việt Trung vừa diễn ra tại nhà hát chèo Việt Nam. Đoàn nghệ sĩ trong nước đến từ các nhà hát đã gửi đến khán giả những tiết mục chèo, tuồng cổ, múa rối đặc sắc. Những phần trình diễn mang đậm giá trị văn hóa đã giúp khán giả hiểu hơn về kịch nghệ truyền thống của hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Lần đầu tiên, 39 bức tranh khỏa thân sáng tác trong hơn 30 năm của nhà điêu khắc nổi tiếng Lê Công Thành được giới thiệu đến công chúng. Với chủ đề vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mỗi tác phẩm trong triển lãm tranh trên giấy đều hàm chứa ý nghĩa riêng, nhìn người phụ nữ bằng sự tôn thờ và ngưỡng mộ. Triển lãm diễn ra đến ngày 10 tháng 11 tại số 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Còn bây giờ thì Bích Ngân sẽ giới thiệu đến các bạn những sự kiện đặc biệt sắp diễn ra trong những ngày cuối tuần này nhé. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì đáng chú ý là concert hoành tráng của nhóm Tiara tại sân vận động Phú Thọ vào lúc 20 giờ ngày mai. Cùng thời gian là live show Nguyên Phượng Tí Tách Ngày Xưa diễn ra tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Hà Nội, các bạn sẽ được tham gia vào lễ hội thả đèn trời Loi Marathon Thái Lan vào lúc 19 giờ tại sân vận động Mỹ Đình. Cùng ngày 4 tháng 11 tại công viên nước Hồ Tây có lễ hội ánh sáng Diwali của Ấn Độ, hứa hẹn sẽ rất thu hút với những hoạt động đặc sắc từ ẩm thực, âm nhạc cho đến thời trang, các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Trải nghiệm điểm chết là bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng xoay quanh câu chuyện liều lĩnh của nam sinh viên y khoa khi tham gia vào một thí nghiệm chết lâm sàng, được trải nghiệm thế giới bên kia. Tất cả đã không lường trước được những gì nhìn thấy sẽ biến thành cơn ác mộng đeo bám cuộc sống thực tại, biến cái chết giả thành chết thật. Phim khởi chiếu tại các rạp từ hôm nay. Khởi chiếu cùng ngày là bộ phim Bí ẩn vùng ngoại ô, lấy bối cảnh vào những năm 1950 ở nước Mỹ. Vợ của Gene Loach bỗng nhiên bị một nhóm tội phạm trong thị trấn sát hại. Loach đã quyết tâm tìm ra sự thật và hung thủ. Từ đó, lớp mặt nạ phức tạp của thị trấn Suburbicon dần bị phơi bày. Các bạn thân mến, thông tin Á hậu Nguyễn Thị Loan được chọn là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017 đã khiến cho cả khán giả và chính người đẹp này cũng vô cùng bất ngờ. Bởi chưa kể các cuộc thi trong nước thì tính đến hiện nay, Nguyễn Thị Loan đã 3 lần chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Trước ngày lên đường sang Mỹ tham gia Miss Universe diễn ra từ ngày 10 tháng 11 tới, Á hậu Nguyễn Thị Loan đã dành cho giải trí 24 giờ cuộc trò chuyện đầy thú vị. Khi đến với các cuộc thi quốc tế thì Loan thường chỉ được biết trước có trong khoảng một tháng thôi. Và cái việc chuẩn bị đi thi nó cũng chỉ có một tháng. Nghĩa là trong cả một năm thì Loan chỉ có một cái thời gian ngắn để giống như là một cái cuộc chơi của mình. Mình làm hết sức trong cái thời điểm đó. Loan thường hay nghe mọi người nói là 26, 27 tuổi rồi thì thôi lấy chồng đi, rồi là làm những cái việc khác đi, thì tại sao lại cứ đi thi? Thì Loan nghĩ rằng là Loan đến với các cuộc thi sắc đẹp thì đơn giản chỉ có lẽ là cái duyên và đam mê thôi. Nguyễn Thị Loan, chiều cao 1m75, nặng 56kg, chỉ số hình thể 89. 2015 khi Loan đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì cái ước mơ và cái mong muốn của Loan lúc đó là có cơ hội được đến với Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Với Loan khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, đây là một cuộc chơi nhưng là chơi hết mình. Sau khi mà nhận được cái quyết định đề cử đi thi thì Loan có một cái thời gian khá là gấp gáp. Thành ra là cái việc chuẩn bị thì cũng không được nhiều như là mong muốn. Tuy nhiên rất may mắn là những cái phần mà cần thời gian dài thì lại vô tình trùng với những cái sở thích của Loan, chẳng hạn như là tập gym này, rồi là học tiếng Anh. Thành ra là hiện tại Loan chỉ tập trung vào những cái phần như kỹ năng. Loan Nguyễn, Việt Nam! Việt Nam! Danh hiệu của các cuộc thi thế giới thì giống như là một cái nấc thang để Loan phát triển hơn và hoàn thiện mình. Bởi vì là ở mỗi cuộc thi thì Loan đều đặt ra cho mình những mục tiêu, và khi mình hoàn thành được cái điều đấy thì mình cảm thấy được rằng là mình đang chiến thắng chính bản thân mình. Và từ cái điều đó thì sẽ là cái nguồn động lực để Loan hướng đến những cái kế hoạch tiếp theo, dám nghĩ, dám làm hơn. Với quan điểm của Loan thì Loan thấy rằng là có rất nhiều các người đẹp đến với nhiều cuộc thi, và càng các cuộc thi về sau thì họ có thêm nhiều kinh nghiệm. Trên thế giới người ta không quan niệm chuyện là cũ hay mới, mà quan trọng là trong cái cuộc thi này thì cái hình ảnh của bạn sẽ như thế nào, có chuyên nghiệp hơn hay không và có mới mẻ hơn hay không. Chín năm qua thì Việt Nam chưa được vào top của cuộc thi Miss Universe. Và Loan mong rằng năm nay thì có thể thay đổi được cái thứ hạng của Việt Nam trong cuộc thi này. Tuy nhiên Loan cũng biết đây là một cái điều rất là khó bởi 9 năm rồi. Nhưng mà Loan sẽ cố gắng hết sức và mong rằng các khán giả sẽ luôn ủng hộ Loan.
Với kinh nghiệm từ các cuộc thi nhan sắc quốc tế cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đầy tâm huyết, chúc cho Á hậu Nguyễn Thị Loan sẽ đạt được mục tiêu tạo nên làn sóng mới trên bản đồ nhan sắc thế giới. Đến đây thì chương trình giải trí 24 giờ cũng phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 17 giờ ngày mai tại địa chỉ tv.tuổitrẻ.vn và tuổitrẻ.vn. Mọi thông tin góp ý cũng như cộng tác cho chương trình mời các bạn gửi về địa chỉ email giải trí 24 giờ a@tuổitrẻ.com.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, Bích Ngân xin thân ái chào tạm biệt.